chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh phục thực khách. Chương trình Chinh phục thực khách được phát sóng vào lúc 19 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Và bên cạnh tôi đây là hai chuyên gia vô cùng uy tín, Ngọc Hoa và Linh Lê. Chào quý vị. Hôm nay hai vị thực khách của chúng ta là chuẩn bị những cái bộ đồ rất là nông nổi. Cái gì? Không phải là nổi bật. Đó giờ chương trình của chúng ta tới đây đều phải có khách mời. Nhưng mà hôm nay là một khách mời đặc biệt. Tại sao đặc biệt? Bình thường mà. Tại vì anh ta và cô ta. Anh ta và cô là người yêu. Không. Không. À, kiểu là trai xinh gái đẹp. Đúng, trai xinh gái đẹp. Đặc biệt là bạn nam này là bạn nam cao 1m9. Cậu cao hơn tôi luôn. Bây giờ thử mà đứng kế Ngọc Hoa một cái là thì chỉ đu vô người thôi. Và đây xin mời sự xuất hiện của hai khách mời của chúng ta, Soho và Thiên An. Chào anh chị. Dạ em chào anh chị ạ. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, em cúng ai chồng nghe. Ông táo hôm nay vô làm bếp là phải bày kiến ông táo kìa. Dạ là chào đầu tiên thì Soho xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình Chinh phục thực khách. Dạ em xin chào anh chị cùng với quý khán giả của chương trình Chinh phục thử thách. Em là Thiên An. Đơn giản ngắn gọn. Ngắn gọn à. Nhớ tại đông mà. Ok, đây là một chương trình về ẩm thực. Chúng ta tới đây chúng ta sẽ chuẩn bị những cái món ăn do chính tay chúng ta nấu để chinh phục những vị thực khách ở đây. Bé Hoa, bé Linh và bé Khánh. Và nếu như mà ai mà thành công được số điểm cao nhất từ ba vị thực khách thì sẽ là người giành cái phần quà đặc biệt của chương trình. Wow. Đó, và Khánh xin phép được nói ra cái thể lệ chương trình tí xíu. Đó là khi mà các bạn chuẩn bị nấu ăn đó, chương trình chúng tôi sẽ gửi nhẹ cho các bạn một cái bao thư. Tiền. Tiền á? Không, ai tới đây cũng hỏi chương trình này. Ai cũng nói tới đây là tiền. Cái bao thư bằng giấy, bên trong nó không chứa tiền, nhưng mà nó chứa đựng những cái nó giá trị hơn tiền. Đúng rồi. Nhiệm vụ của các bạn là phải chọn mặt gửi vàng. Trong ba gương mặt này các bạn cảm giác ai là người có thiện cảm với chúng ta nhất, hoặc là ai là người có vẻ như là thích món ăn của chúng ta, chúng ta chọn người đó. Thì cuối cùng số điểm của cái người thực khách đó sẽ được nhân đôi. Đó, hiểu chưa? Hai bạn tới đây có chuẩn bị những món ăn nào không? Thật ra thì hôm nay Soho đến với chương trình thì không mang gì cả ngoài một cái tấm lòng thôi. Ôi ơi, chết chị nữa rồi. Không, ý chị là không có mê cha, nhưng mà bé nó nói gì là hợp. Sợ quá tấm lòng, tại biết sao không? Lần trước có người kia nói là em không có gì hết ngoài việc em nấu ăn có tâm. Bây giờ Him trước nè, Him là 99% là chọn Ngọc Hoa đó, không biết có một cú tweet nào nữa hay không. Thôi dẹp đi. Tôi yêu anh từ lúc anh bước vào đây mà không bao giờ. Trời ơi bảo tóc. Bé ơi cho anh được nói cái. Tại vì á, chị là chị của cưng. Gì Thiên An ở nhà chắc cũng nấu ăn nhiều ha? Dạ, tại em cũng thường phải nấu ăn cho em bé nhỏ. Nên cũng biết được sơ sơ những công thức nấu ăn cơ bản của gia đình. Tôi sẽ cho các bạn một cái chủ đề để các bạn biết là các bạn chắc chắn sẽ nấu món gì. Thôi mời Thiên An đi. Thiên An mở ra thử coi chủ đề của chúng ta hôm nay là cái gì. Dạ. Mực dễ nha. Dễ không Soho, dễ không? Dễ thì kể thử coi vài món mực ơi. Vài món mực mà mình biết làm. Chết rồi đóng băng rồi. Bây giờ không biết làm cũng được. Miễn những món gì mà em biết. Rồi không biết luôn. Bé nó không biết con mực là con gì luôn. Mực thui. Mực thui. Mực thui rồi còn gì con mực nữa. Mực xào chua ngọt. Đúng. Còn Thiên An thì ngoài khô mực ra em có thể nấu món gì? Mực chiên giòn nè. Mực chiên giòn là cái khô mực mình xé ra mình chiên giòn đúng không ta? Đúng rồi.
Rồi chiên nước mắm nè. À chiên nước mắm mới là khô mực, còn chiên giòn là cái khoanh khoanh khoanh. Cắt cắt xong rồi nhúng bột. À rồi chúng ta còn có mực xào dưa leo nè. Mực xào dưa leo chua ngọt nè. Mực dùng thịt nói chung là rất là nhiều món ngon. Dễ quá. Và bây giờ không làm mất thời gian nữa, chúng ta hãy đến với phần thử thách của chương trình Chinh phục thực khách. Hiện tại mình đang có mặt tại khu bếp của chương trình Chinh phục thực khách của mình. Thì trong tay mình đang có một cái phong bì. Và trong phong bì thì có bé Hoa, bé Linh, bé Khánh nè. Ba bé mặc bé nào cũng thân thiện hết. Thôi mình chọn bé này vậy. Rồi, hôm nay thì Sơn sẽ nấu một món là cá thác lát nhồi mực hấp. Thường ở nhà thì không hay làm mực lắm. Ồ vậy hả? Em có cần anh giúp gì không? Chào anh. Dạ bình thường thì ở nhà em làm gà với thịt nhiều hơn là hải sản. À, anh biết mà, tại vì anh thấy em cắt mực nó hơi bị nhầy á. Máy có bắt được cái cảnh này không ạ? Nhưng mà ngon là được em nha. Ai lầy, ai lầy, ai chơi lẫy đi. Thôi anh đừng nhìn khúc này, anh nhìn cái thành phẩm của em. Không, anh thấy rồi, anh thấy từ xa rồi. Cái này là mình làm món xin tố mực thêm. Bé An cắt mực về mẹ biết mẹ buồn đó. Trời ơi, phải thông cảm cho em là tại ở nhà con bé em nó ghiền ăn gà à. Chứ không có ghiền ăn mực. Nên lạ lẫm không? Tới chương trình ngày hôm nay cái là bắt làm mực. Cái đó mới gọi là thử thách đó em. Thiệt sự rất là khó nha. Em làm mực que chiên giòn. Mực que chiên giòn. À có cam nữa ta. Dạ đúng rồi. Vậy là có nước sốt đúng không? Dạ đúng. Cái này là khó làm lắm á. Tại vì sốt cam mình phải biết chế biến. Nếu không thì nó sẽ bị đắng. Thường thường nha, cam này thì nó sẽ không đắng bằng cái cam sành của mình. Cam mẹ nó sẽ có ngọt hơn. Ở nhà em hay nấu những món ăn có sốt không vậy? Dạ không em... Lần đầu tiên em thử hả? Dạ đúng rồi á. Mà em lại thử sốt cam. Dạ. Tô gan ngon gan. Bình thường sốt tiêu đen, sốt BBQ cũng làm đâu. Sốt cam. Thì em làm thử cái gì anh chấm điểm cho em. Đấu nhẹ được là bé An sẽ chọn ai đặt niềm tin vào người đó. Rồi, đi về em ơi. Cái đất này không dành cho mình nữa chi à. Chúc em may mắn lần sau. Mình chấm dưới trung bình thôi chứ giờ đâu có được của mình ăn đâu. Trứng này là em làm như thế nào? Em sẽ nhúng một đôi trứng xong rồi sẽ lăn qua bột chiên giòn rồi thả nó vô đây. Thú vị á. Anh chờ em đi, em sẽ làm một món ăn thiệt ngon dành. Ok, chúc em may mắn nha. Chúc may mắn thiệt. Thì nhưng mà cái chảo này em bỏ ngập dầu tí xíu tại vì cái chảo này chảo thủy tinh á. Nha nha, bình tĩnh nha cưng. Dạ. Yeah. Ok. Thì mình sẽ cho cái chả cá thác lát vào đây. Đấy, khi mà mình ướp ví dụ như là thịt bằm này kia để mà nấu canh này á, mình cũng hay rất là thích tán ra tô để cho nó mỏng ra, rồi khi mà để gia vị vào á nó sẽ được gọi là thấm nhiều hơn. Khoan 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 khoan, làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó, làm gì đó, làm gì dạ, đó. Đang nêm ạ. À. Hôm nay nấu món gì nhờ? Chả mực nhồi cá thác lát. À không, cá thác lát và nhồi mực. Thì mực nhồi thôi là được rồi. Hết vô là mình rối quá ta. Rồi đặt nem công chả mực gì. Làm như chị Hoa không tự tin vào khách mời sao á. Chị Hoa kiểu giống kiểu như là thấy khách mời. Ê, em đang nói gì chị nè. Em đang định nói là chị Hoa thấy khách mời đang nấu mà chị Hoa lại đi set up lại cái bao tử. Đâu có, chị nói là chị vô kia chị kiếm coi có cái gì phục vụ cho cái món ăn này không. Đi kiếm trang trí rồi bông hoa cỏ cành rồi chưa thấy. Thôi có chị vô là đẹp món ăn của em mà chị ơi. Ai kêu chị thì được nhưng riêng Zoho không được. Bé Hoa. Sao dễ dãi dễ sợ vậy trời. Nè nha, nãy giờ qua không biết là Zoho đây làm bếp hay bị tốt luôn đó. Vậy là nãy giấu không kêu không biết giấu nghề. Hồi nãy làm chả cá hả, chuẩn bị đánh đổ nguyên muỗng nước mắm rồi đổ vô trộn khéo tay lắm luôn. Không mặn đâu, mặn như như chị Hoa đúng không? Sao mà cứ mang chị ra làm gì tiêu đề vậy? Mình nhìn cái cách người ta mà đánh chả cá thác lát là mình biết người ta là tay nghề như thế nào. Thường thường á phải biết đánh thì chả nó mới dai. Chút xíu nữa là Zoho tính là món ăn mình sẽ có sốt không? À, món ăn của mình sẽ không có sốt đâu. Mình sẽ hấp. Không, bật mí nè.
Khánh với lại Linh thích ăn sốt lắm. Vậy là chị Hoa không biết rồi. Sao? Cái món ăn, cái linh hồn của nó là cái nước chấm. Ủa nhưng mà mình làm cái này ngon sẵn rồi, không chấm thì sao? Thì thôi. Ủa chị Khánh, nghe mùi dầu mè. Ê, dầu mè mới thơm. Có bỏ dầu mè không? Dầu mè là bước sau. Bước sau bước này mình sẽ đánh xong rồi lên dầu, là dầu nó sẽ tách cá, tách chả. Hay ra. Quá. Trời ơi, có tính toán mà. Hay quá trời. Nói chung là chúc sự hôm may mắn nha. Dạ. Nhìn thấy món này ok nha. Ok nha. Món ok á. Chắc á, món ngon. Dạ. Dạ chậm dí á. Chậm dí. Cảm ơn. Thích ăn hành tím mọi người, nên mình sẽ cắt hơi nhiều xíu. Còn trộn ít nhiều hay không là một lát nữa mình sẽ cân đo lại. Và bây giờ thì sơ sô đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ chỉ việc là hấp chín và mời cái host mình ăn thôi. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình Chinh phục thực khách. Và với chiếc bàn quen thuộc này, ba gương mặt quen thuộc này, chắc chắn quý vị khán giả đã xem chương trình cũng đã hiểu là tụi em sẽ làm gì rồi. Chúng ta sẽ tới phần mini game. Game ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi với một cái luật như sau. Mỗi người theo thứ tự phải nói ra tên một món ăn mà trong đó ít nhất phải có 4 chữ. Và rồi, người chiến thắng là người trả lời được nhiều món ăn nhất. Rồi. Người nào thắng sẽ được quyền thưởng thức món ăn trước. Rồi. Trong vòng 3 giây thôi nha. Cho luôn 5 giây. Bắt đầu từ Ngọc Hoa. Bắt đầu từ Ngọc Hoa. Xin mời. Đậu hũ dùng thịt. Hủ tiếu Nam Giang. Bún đậu mắm tôm. Mực xào sả ớt. 5 4 bún riêu giò 3. Chả. Bún bò giò chả. Cơm tắm sườn bì. Thường là cơm tắm sườn bì chả mà. Cơm tắm ta ăn sườn bì thôi, con nhỏ này. Cơm chiên muối ớt. Thịt kho hộp vịt. Cánh gà chiên bơ. Cơm chiên Dương Châu. Sao cái cơm chiên hoài vậy? 5 4 3 khổ qua dòng thịt. 5 Ủa đứa bạn mà. 4 Chân gà xả ớt. Ủa thích ẩm cho chị mà. Cơm chiên cá mặn. Chân gà xả tắc. Ủa chân gà rồi mà. Bò xào lúc lắc. Bò xào lúc lắc. Mì xào chua ngọt. Canh chua cấu. Sườn xào chua ngọt. Bạn mì tôi sườn. Canh chua rau muống. Nhâm. Cơm cuộn. 3 2 1 xong. Xong hai người. Tới Hoa. Khoai tây chiên giòn. Khoai tây chiên mà giòn là món gì? Khoai tây chiên giòn. Ủa có mà. Vậy tôi nói khoai tây chiên mềm được không bạn? Có chiên mềm, muốn chiên mềm, muốn chiên giòn, chiên giòn. Khoai tây chiên mềm. Ủa cũng là khoai tây mà, không được. Khoai lang chiên mềm. Đậu hũ kho tiêu. Súp cua ốc heo. Gà kho xả ớt. Gà kho xả ớt rồi. Trời ơi, tức quá. Kính thưa quý vị, trò chơi đã kết thúc và thắng cuộc chung cuộc cuối cùng là Quốc Khánh, và Khánh sẽ là người quyết định thứ tự thưởng thức món ăn. Và sau đây xin mời hai vị khách mời của chúng ta. Đây là món của em.
Cầu kỳ ghê á. Ê, cái nhìn đẹp quá hà. Rồi các bạn hãy thuyết trình về món ăn của mình đi. Sơ sơ hô xin phép được nhiều bạn nữ chứ ạ. Sao đá quá vậy? Món của em là mực que chiên xù với cộng với lại sốt cam. Món của mình là món mực nhồi cá thác lát hạt sen. Nhìn món này khá là thanh đạm, bây giờ mình ăn món nào trước ta? Thường mình sẽ dùng món mặn trước đi, sau đó tới món chua để đánh lạc hướng khẩu vị của mình. Ok, sẽ ăn một cái... cái đuôi á, đúng rồi. Cái món này chỉ ngon hơn khi mình ăn xong rồi khen thôi. Ủa vậy đó hả? Nó không ngon là không khen. Món mà vị lạ quá ha. Dạ. Mặn. Mặn. Tại bạn chấm nhiều quá, người ta chấm nhẹ nhẹ thôi. Quá đã. Rồi dạ, cho mới chén cơm luôn ạ. Suy nghĩ lâu quá, chắc mình thấy mình hơi khó qua ải này rồi. Tôi mới nuốt nước miếng đó. Thiệt, tôi cũng mới nuốt luôn á. Cho hoa thử. Cảm ơn Khánh. Chị đang ăn cái rầu, cắm lên cái mình. Trời ơi. Thêm cái đuôi nữa, cho hết con mực luôn. Cho nước mắm bạn. Rồi nè, đó mong bạn nhiễu xuống bớt nè, không không? Còn cái này của em đúng không? Đúng rồi đó. Anh là rất là thú vị á. Là ai biết điều với anh chấm điểm cao lắm. Dạ, cảm ơn anh Linh ạ. Cái món mà anh kia ai cũng trầm tư, cái mọi người im lặng luôn. Hôm nay phá lệ tí xíu. Trước khi nói về món ăn của Soho, tôi muốn ăn món ăn của Thiên An, làm sao tôi sẽ review hai cái. Cái này là sốt cam. Trời ơi, nó đặc quẹo, nhìn nó đã gì đâu. Nhớ về tuổi thơ liền, nhớ về vườn cam của ngoại liền. Thơm mùi dầu ăn không? Chấm nước mắm rồi. Bỏ cái sốt cam của em gần bên. Vậy là nước mắm này là nước mắm gọi là có cái bí quyết gì đây nè. Dẹp. Chị thích ăn sốt nhiều nên chị chấm một cái này nó ngập. Ai cũng nhân. Em thấy có vẻ món ăn nó hề hước. Đi thi này xong về chắc hai anh em mình đi đo điện tâm đồ được. Đầu tiên là món của Soho. Món của Soho nhìn có vẻ đơn giản, nhưng mà khi mà mình ăn vô cái vị á, nó còn đơn giản hơn cái hình thức mình nhìn nữa. Đó giờ mình ăn mực dồn nhiều rồi, nhưng mà đó giờ là mực dồn thịt heo. Nhưng mà hôm nay ăn thử dồn với chả cá thì cũng không ngon hơn thịt heo quá nhiều. Tại vì món hấp mà mình không có yêu cầu cao, giống như là nó sẽ béo và nó sẽ có đậm đà. Có, tôi thấy món hấp cũng phải có yêu cầu chứ. Ví dụ món hấp thì có một số người hấp ở trong nó khô, nhưng mà có một số người hấp ở trong nó mỏng nước. Thật sự là cắn cái mỏng nước nó sẽ đã hơn. Đúng, và có những người họ miss. Riêng Khánh nha, Khánh sẽ miss một cái loại rau nào đó trong cái phần chả cá. Có thể là thì là. Là. Trời ơi. Đúng không? Có thể là thì là. Đúng tại rồi, vì... tại vì chả cá nó hợp. Còn cái này ăn nó nước. Cái phần động lại duy nhất là cái vị nước mắm. Nó mặn. Mặn. Ừ. Dạ, cho anh xin thuyết trình lại ạ. Thuyết trình lại ạ. Thì thật ra thì trước nãy thì em có đi ra Vũng Tàu về, mua về. Và sau đó thì nước mắm thì em mua tận lò tại Cà Mau. Hai cái đó cũng là một cái gọi là cái long thành em cực khổ em. Cái công. Ok, nếu như mà có một cái rau mùi nữa thì sẽ có điểm cộng hơn, nhưng mà không có thì 9,39.
Ủa sao thầy nghe chê dữ lắm mà. Mình tung quả mù thôi. Mình tung quả mù cái hương vị của mình ra để coi là những người ban giám khảo xung quanh như thế nào. Nhưng mà thật sự đúng như Linh nói, ở món hấp mình không thể nào đòi hỏi quá nhiều được. Đúng. Cái đòi hỏi ở cái món hấp là Khánh nghĩ là cái tiêu chuẩn lớn nhất là cái nguyên liệu nó phải tươi. Khi không, mà nguyên có liệu tươi thì mình ăn như thế nào mình vẫn cảm nhận thấy cái vị ngon đó. Ừ. Cho nên là 9,39 Khánh nghĩ là cái điểm số hợp lý. Trời ơi Khánh ơi, công đức vô lượng Khánh ơi. Linh không có góp ý gì hết, nhưng mà cái số điểm lại thấp hơn Khánh. Linh cho 9 điểm. Sao vậy? Tại vì cái vị nó bị lướt qua vậy mà mình chấm điểm cao quá thấy kỳ lắm. Nên chấm 9 điểm. Chị cũng ăn chả cá nhiều rồi. Chả nó không có gì lạ. Chị thấy nó không có gì lạ đối với chị nha. Nên chị cho 8,025. Nhưng đi, chị nhưng cái đi. Nhưng đi. Dạ. Nhưng mà nó cũng không nóng, nó thôi trừ 0,25 còn 8 điểm. Nhưng mà nó cũng không nóng, nó thôi trừ 0,25 còn 8 điểm. Và tổng số điểm của Soho 26,39 điểm. Hồi nãy thì nhìn Thiên An vào bếp thấy cắt mực thì biết rồi. Thiên An cũng hay vào bếp, kiểu như là tháng chắc vô cũng được một hai lần. Nhưng mà ngon nha, lạ nha, sốt cam. Thì Linh sẽ chấm cho Thiên An 9 điểm rưỡi. Ấm lòng quá. Còn đối với chị nha, ví dụ như cái này nó giống với gì em biết không? Sốt chua ngọt á. Chị thấy làm sốt cam chị lại không nghe mùi cam nhiều, chị theo chơi chị thôi. Giọng em hay. Cũng thuyết trình thêm là lúc mà anh Sơn Soho đi Vũng Tàu mua là em đi chôn với anh, nhớ không? Rồi, chuyến du lịch xuyên Việt chúng tôi đến đây kết thúc và mời Ngọc Hoa cho điểm. Cái này nó không có hợp với chị. Thôi chị cho 8,75. Nhưng thôi cái sự xạo xạo này. Sự xạo xạo đi Vũng Tàu này, đi mua ké này nọ. Trừ luôn còn 8 điểm. Thật sự á là anh cảm giác là mực em chỉ ướp bột xong em chiên thôi, không làm gì chờ đúng không? Cái tinh túy này đã nằm ở cái sốt gì nè. Đúng. Trong sốt cam này em bỏ nguyên liệu là gì? Em bỏ bột năng, một chút muối cho nó mặn mặn, cho nó kích thích, với lại một chút đường. Làm sốt cam cũng khó lắm á. Khó lắm anh, tâm huyết của em. Anh hay nhừng quá. Anh khuyến khích nha, cho em 9 phẩy 41. Thôi anh 39 là em 41 đó. Và tổng số điểm của Thiên An là 26,91. Đây là 26,39, bên đây là 26,91. Hai bên đang cách nhau 0,52 điểm. Cái này quan trọng là trong cái bao thư này nó sẽ là tổng kết điểm mọi thứ. Chết rồi. Cái nụ cười này. Dạ, đáp án cuối cùng của em là ngọt quá. Ồ, chị nói tôi không biết sao mấy cái số kìa, chị đặt niềm tin gì mà chị cho nhiều 10 điểm không ai chọn chị. Tại vì á Khánh là 95 like với mình, mà những người sơn đầu hỏa lúc nào cũng sẽ phù hợp với nhau. Thôi thôi mấy anh đừng có đụng vào người em. Làm gì hết không, không ai đụng vô người. Anh xót thương tôi. Nhưng mà trước khi anh mở anh nhìn tôi đấm đuối nha. Tôi. Và tổng số điểm chung cuộc của Soho là 34,39 điểm. Chào với bộ. Tới bên đây nè, tới bên đây, đây nè. Dạ. Chưa còn xíu em nữa anh. Chị đây. Yeah. Yeah. Chính xác. Tổng số điểm chung cuộc của Thiên An là 36,32 điểm. Thiên An là người chiến thắng. Dạ. Yeah. Cảm ơn các bác chương trình. Cảm ơn anh chị, cảm ơn mọi người. Đầu tiên mình phải hỏi ý kiến của Soho đi. Sau khi mà thi một cái cuộc thi đầu bếp mà mình giành được cái giải nhì thì Soho thấy thế nào? Đây là một cái lần mình được trải nghiệm cái món ăn mà chưa bao giờ mình nấu. Ồ. Đấy, chưa bao giờ nấu cái mực mà dồn thịt nha. Và đặc biệt hơn là có 3 người host thử thức món ăn của mình. Đó là cái điều mà đặc biệt là vui rồi. Còn cái vấn đề mà giải nhất dĩ nhiên không quan trọng. Đàn ông quá. Dạ cho em xin bộ chén dĩa về.
cái gì chúng tôi cũng hạn chế lắm. Dạ thật sự là rất là vui, tại vì ở nhà thì em nói thiệt là cũng chế biến kiểu gà rồi mấy cái món mà trên bờ không à, ít khi hải sản lắm, nhưng mà hôm nay thì được cho em trải nghiệm thử. Giống như anh Linh cũng chia sẻ là mực nó hơi nhảy xíu, nhưng mà không, cái đó anh nói vui thôi đừng để bụng. Không, nhưng mà nó nhảy thiệt. Rất cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình và đã bỏ thời gian ra làm những cái món ăn thật sự là thú vị cho ba vị thực khách chúng tôi. Mong là các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống và có thời gian nấu nhiều món ăn dành cho gia đình nha. Dạ. Cảm ơn mọi người đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Chinh phục thực khách của chúng em. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Mọi người muốn ngồi bên nào? Ngồi bên em thường là không có thắng đâu. Ơ vậy hả? Em không biết là em ghim cái nĩa vô em có đưa được lên tới miệng không hay là giữa chừng nó bay đi nữa. Đừng cười, cười đúng hết rớt. Bạn hết cái dĩa luôn rồi, không cho bạn bè gì hết vậy?